Hello. Lời đầu tiên cho phép Kim Thanh sẽ được gửi đến tất cả quý vị, nếu mà có các vị phụ huynh ở đây và tất cả các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, cứ chúc tất cả quý vị, các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, thoải mái. Nghe Nhi hát xong mà rung quá, không dám hát. Cho em xin cái micro lớn lên tí. Hôm nay hơi không khỏe chút, với lại muốn bị bệnh rồi. Mà nãy giờ ngồi la quá trời chắc khan tiếng. Cho nên là nếu mà hát có gì thiếu sót mà không có được hay, bị tra tấn quá thì mấy bạn bỏ qua giùm. Và sau đây là và trước khi bài hát bắt đầu thì cho Thanh xin một tràng pháo tay cho pianist Châu Đinh. Sorry Châu là hồi nãy đi gấp quá cái quên mang cái music stand, thành ra là bạn phải làm đó, vậy đó, đàn đó, cực khổ lắm. Mấy bạn cho một tràng pháo tay nữa đi. Yeah. Everything.
sẽ chính thức được gọi anh.